Theo số liệu từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thống kê, trong ngày đầu tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tức ngày 16 tháng 4, thành phố đã tiêm hơn 10.000 trẻ đang học lớp 6. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh có 10.434 trẻ học lớp 6 được tiêm vaccine tại 96 điểm tiêm trên địa bàn 19 quận huyện thành phố Thủ Đức. Số trẻ hoãn tiêm là 1.379 trẻ, phần lớn do trẻ đã mắc COVID-19 mà chưa đủ thời gian 3 tháng tính từ khi mắc bệnh. Bên cạnh đó là các trẻ có tiền sử dị ứng đang mắc bệnh lý cấp tính. Trong đó có 28 trường hợp sau khi khám sàng lọc được chỉ định chuyển tiêm tại bệnh viện để đảm bảo an toàn. Công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch COVID-19. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm. Trong ngày đầu tiêm chủng, đoàn kiểm tra của thành phố do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tiêm chủng tại một số điểm tiêm trường học trên địa bàn thành phố. Trong quá trình kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra đánh giá điểm tiêm tại các trường đảm bảo được an toàn trong công tác tiêm chủng cho các em học sinh. Nhà trường bố trí các khu vực đúng quy định một chiều, thực hiện theo quy trình thu gom và xử lý rác thải y tế, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu, đội phản ứng nhanh, xe cấp cứu. Đặc biệt, đoàn kiểm tra ghi nhận tâm lý phụ huynh và học sinh rất phấn khởi khi đến điểm tiêm. Kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong nhóm tuổi 5 đến 11 được ngành y tế thành phố triển khai đến ngày 30 tháng 4 năm 2022. Ước tính trên địa bàn thành phố hiện có gần 900.000 trẻ trong độ tuổi 5 đến dưới 12 tuổi sinh sống học tập, trong đó hơn 885.000 trẻ đi học và hơn 12.800 trẻ không đi học được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Trong đợt đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh đã được nhận 87.500 liều vaccine cho trẻ. Sau đó sẽ tiếp tục nhận 138.000 liều vaccine trong đợt 2 và 147.000 liều vaccine trong đợt 3.